Hello, chào các bạn. Hôm nay buổi sáng trời đẹp nắng ấm ha. Mình ra ngoài thăm lại cái cây lan Úc vàng của mình á. Ồ, hôm nay nó nở hết rồi các bạn ơi, nở luôn 7 nhánh luôn. 7 nhánh hoa các em đã cười hết rồi, không có hé nụ nữa mà nở luôn rồi các bạn. Nở hết đầy đủ luôn ha. Hoa lan này nó ngộ ha, cái nở nguyên một nhánh luôn, chứ không có nở lác đác từ từ bông ha. Đây, chỗ này là năm nhánh bông nha các bạn, chỗ này là năm nhánh bông nở hết rồi, cười toe toét hết rồi các bạn ơi, các em cười hết rồi, các em happy rồi, happy vui mừng lắm rồi, nở rộ nở tươi thắm để mời các bạn ngắm các em nha, thưởng thức các em nha các bạn. Ồ, một chậu hoa rất là tuyệt vời ha, đẹp quá đi mà thơm nữa nha, hoa này thơm. Đây, trên này là ba nhánh nè, ui thành tới 8 nhánh chứ đâu phải 7 ha, 8 nhánh lận á. Ba nhánh này cũng nở hết rồi nè các bạn, ba nhánh này cũng nở, ui giống như đuôi công vậy các bạn ha, nở hoa nở giống như đuôi công đuôi phượng vậy á, đẹp quá ha. À, đuôi công đuôi phượng, à đúng rồi, đuôi phượng, mấy con phượng hoàng đó các bạn. Tưởng tượng như vậy đi ha các bạn ha, tưởng tượng là đuôi công đuôi phượng đi. Quá trời nè các bạn, cho các bạn, mời các bạn ngắm gần nè ha, hoa không là hoa nở hết luôn, một nhánh nè, hai gang tay luôn á các bạn. Nhánh hai gang tay chặt cả 100 cái bông á ha, cả 100 cái bông luôn á. Mà nở hết luôn, nở đều luôn, không có bị không có bị hư một cái bông nào hết á, mừng quá đi là mừng á các bạn. Trời ơi, trồng một cây bông mà ra được như là mừng lắm ha các bạn ha. Vui quá là vui luôn nè. Đợi lên cho các bạn ngắm nè. Đó. Đẹp quá là đẹp luôn á các bạn nè. Đẹp ơi là đẹp luôn, có cái nhụy trắng ở trong á. Có cái nhụy trắng ở trong rồi có cái khứa khứa màu 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 giống như màu nâu vậy ha. Mở gần để gần cho các bạn thấy các em nè, các em đẹp lắm, đẹp như mơ như mộng vậy đó, mình mê quá là mê luôn. Các bạn chắc nghĩ các bạn cũng mê luôn á ha, ai mà thích hoa, ai mà mê ngắm hoa cũng mê lắm, ai mà không có mê cũng động lòng luôn á các bạn, động lòng phàm với các nàng tiên áo vàng này các bạn, động lòng phàm đi vô cái gì động thiên thai á. Mình đi vào động thiên thai á các bạn, rồi mình đi vào động thiên thai, mình đi vô mộng vô mơ nè các bạn, mình quay lại để mình làm kỷ niệm rồi mời các bạn ngắm luôn, tại vì công tình của mình trồng được cái hoa này mừng quá là mừng luôn, 4 5 cây mà chỉ được có 1 cây ra được nhiều bông thôi các bạn, một cây vàng và một cây trắng là chiếm hoa hậu thôi, đứng dậy nhất thôi, còn mấy cây kia đó, lát lát một hai nhánh bông mà không đẹp, chỉ có em này em đẹp lắm nè, 3 năm mình mua tới ngày mình trồng bây giờ là cũng gần 3 năm á, 2 năm đầu không có gì hết, chán nản quá ha, 2 năm đầu không thấy gì hết, chán nản quá, đến năm năm nay thì bắt đầu em bung ra em nở hoa cho khỏi chán luôn, cho mê luôn, chứ không cần không chán nữa mà phải mê luôn ha, phải chăm sóc em lại luôn cho kỹ đấy, sang năm em có chừng 20 nhánh bông, ui ra là đã ha, cứ mỗi năm là tháng này là nó nở rồi các bạn, màu trắng màu vàng rồi sen đá gì á, ở ở xứ mình là nó nở chắc vô mùa xuân á các bạn, sắp sửa là spring break rồi đó, nên mấy cái hoa nó nở quá trời luôn, nhất là sen đá cũng vậy đó, nở rộ luôn, sen đá thường sen đá 10 giờ gì cũng nở hết đó. Hôm nay mình mời các bạn ngắm 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 đi, cái ngày này là ngày em nở rực rỡ ha, hôm trước mình quay lên nó chỉ là mới ra nụ rồi mới lấp búp thôi, rồi bây giờ trông cho nó nở hết, bây giờ nó nở hết rồi, mời các bạn ngắm đi cho đã ha, thoải mái ha, thư giãn đầu óc nha các bạn, mình không có cái gì quý quá quý hết,
chỉ mời các bạn ngắm hoa rồi ngắm trái cây thôi ha. Này là mình chỉ tưới phân bông đó các bạn, tưới phân bông nó không có bí quyết gì hết á, tưới phân bông hàng tháng luôn, không tưới là nó không có nhiều bông đâu. Đừng có nghe người ta nói là không có tưới gì hết, bỏ chay vậy mà nó ra bông đâu, không đơn giản đâu các bạn, phải có bổ dưỡng cho nó. Chứ người ta cũng vậy nè các bạn, mình cũng vậy nè, người mình phải bổ dưỡng cho mình á, vitamin đồ thuốc bổ rồi ăn uống đồ bổ thì con người mình mới đẹp mới xinh ha, mới khỏe mạnh. Còn cây nó cũng vậy, nó cũng phải cần ăn phân, ăn chất bổ, mình có bỏ thêm vitamin C đó các bạn. Mình pha một viên cho một lít nước á, xong rồi mình tưới 2-3 ngày cái mình tưới lên lần mà bông nó không có bị hư nè, nó đều luôn, mấy cái vitamin C mà hết hạn á nha, chứ không phải là đồ mới của mình nha các bạn. Mà các bạn chơi sang thì các bạn cho đồ mới vô cũng được, tại nó cũng rẻ ha, đâu có mắc đâu. Rồi mời các bạn thưởng thức nha, ngắm nha, cho gần chút để cho các bạn ngắm cho nó thoải mái ha, cho đã luôn nè, để mình đưa lên gì nè, đưa lên cái cho cái hoa nó cho nó rõ thêm một chút á, để mình ngắm cho đẹp. Mình mời các bạn ngắm mà mình cũng ngắm luôn, buồn buồn cái mình mở ra mình coi, mình ngắm cho nó đã, công tình hả, cũng như là công trình của mình á. Thành công á, thành thành quả chứ, thành quả thành công đẹp quá, như là chỗ này giống như là mấy cái đuôi cong đuôi phụng vậy đó các bạn, tưởng tượng như là đuôi cong đuôi phụng á ha. Rồi mời các bạn ngắm nha, ngắm vui ha. Hôm nay mình sẵn đây mình mời các bạn, trời nắng ấm á, nắng đẹp ấm á, ngày mai là nó sẽ mưa rồi. Mình quay lại cái chậu, thêm một cái chậu hoa lan Úc của mình mà màu trắng á các bạn. Màu trắng này được 99 nhánh bông này, trồng 4 năm rồi đó, 5 năm rồi đó. Rồi bữa nay á, bông nó trắng trắng lên rồi nè các bạn ha, trắng trắng lên rồi, có cái nó đã cũng đã nở rồi, nhưng mà chưa có hết, chưa có nở hết. Mai chừng mấy ngày nữa, chắc 1 tuần nữa nó nở rộ hết đó. Nó trắng như tuyết đó các bạn, nó trắng như tuyết vậy đó. Nên mình bây giờ quay trước tại mai mưa rồi các bạn ơi, ngày mai mưa rồi, không biết nó có bị vùi dập hay không nữa. Nếu mà nó đừng vùi dập á, mưa đừng có lớn lắm á, thì nó sẽ đẹp lắm á các bạn, mà thơm lắm là thơm luôn á, thơm nức mũi luôn á các bạn. Đó là khi mà nó nở rồi thì nó chỉ giữ được chừng 3-4 tuần vậy á là nó tàn à, nó tàn thôi rồi nó đi ngủ, sang năm nó mới làm tiếp, mùa xuân sang năm nó lại nở tiếp ha, bón phân bón đồ vô cho nó đi ngủ, bồi bổ sức khỏe cho nó các bạn. Cái gì mình cũng phải cho nó thêm phân, cho nó có chất bổ, nó đầy đủ chất bổ nó mới nuôi được cây khỏe các bạn. Nhưng mà hoa thì dễ lắm, mình chỉ tưới phân bông thôi. Lâu mình đừng có rải phân nóng quá, mấy cái phân mà 16 16 rồi đừng bỏ vô, bỏ vô là nó nóng nó chết cây á các bạn. Phân 14 14 rồi thì được, lâu lâu bỏ muỗng cà phê thì được, nhất là thêm vitamin C vô, thế là thuốc bổ, mà thuốc bổ gì cũng được hết, hết hạn á các bạn, quăng cho nó vài viên, nó không có nóng mà nó đẹp lắm, nó nở nó giữ hết cái từng cái hột hột, cái này các bạn thấy như là mấy cái hột đậu vậy ha, to to hết rồi, nó to hết rồi, nó bự chảng hết rồi các bạn, mà không có thấy bị vàng cái nào, cái nhánh này có thể là bị hư nè, vàng đó, hư khúc đó, hư rồi đó, hư khúc trên rồi đó, còn mấy cái nhánh này không có thấy bị hư khúc nào hết đó. Mình cũng có quăng vô mấy viên vitamin C ở trong á, mỗi 2-3 ngày cái mình hòa nước mình tưới 1 lần, cây nào mà cưng nó o bới á, để cho nó ra bông cho đều á các bạn thấy không, cái này là hồi mình mua có 3 nhánh bông thôi đó, mà mình trồng mình để yên nguyên như vậy, không có cây nào chết thì cắt bỏ thôi, không có
không có sang chậu đâu, sang chậu nó ê mình nó 2-3 năm sau nó cũng chưa có ra bông á các bạn ơi. Thôi trồng một chậu nào chậu nấy khổng lồ cho nó đáng, trồng chậu nào cho nó đáng chậu nấy đi. Sơn tới sơn lui ngồi cái nó ê mình nó đau mình nó cũng chết luôn á các bạn. Mà mình sơn rồi, mình sơn ra chậu nhỏ rồi thì cũng 3 năm mới có bông lại lận. 2 năm mới có bông lại, không dễ mà nó ra bông đâu. Một năm đầu nó đã ê mình rồi, nó đã đau mình nó rồi. Nó không có phát triển rồi. Đó. Thấy chưa, kệ để gì cho nó đẹp các bạn ha, để một chậu bự đáng một chậu thôi. Trồng chừng vài chậu là đủ rồi. Trồng nhiều quá cũng mệt. Thấy chưa, hôm nay mời các bạn ngắm mấy chậu lan út của mình. Quá là đẹp luôn, đang nhiều cái hột đậu chưa nứt ra. Đây cái hột đậu này nó trắng rồi nè các bạn. Hột đậu này nó trắng. Chưa nở bông ha. Đây có được 1-2 cái bông nè, nó bông trắng như vậy đó các bạn. Rồi mời các bạn thưởng thức mấy cái chậu hoa này nha. Enjoy nha, thử thư giãn đầu óc. Thoải mái. Ngửi mùi thơm của em các bạn, thơm lắm luôn á. Thơm mùi dầu thơm Chanel á. Dầu thơm nhà giàu các bạn, dầu thơm sang trọng không á. Mắc tiền lắm á nha. Mời các bạn ngắm thêm một chậu địa lan nữa các bạn nè, chậu địa lan khổng lồ nữa, to lắm. Nở từ hôm Tết Việt Nam tới giờ các bạn. Mà bây giờ cũng vẫn còn 2 nhánh chưa nở nè. Còn 2 nhánh sắp sửa nở nè các bạn. Đó. Còn mấy cái nhánh kia, 7 nhánh kia nó nở từ, bắt đầu nở từ hôm Tết tới giờ á. Mà nó cũng lai rai nè các bạn, nó cũng còn tươi ha. Còn tươi thắm nè các bạn. Ủa cái nhánh này cũng đẹp nè. Nhánh bông này quá trời to nè các bạn thấy không? Đẹp ghê chưa? Nở lai rai, nở hoài, chơi hoài cả tháng rồi. Hôm Tết Việt Nam tới giờ là cả tháng ha. À, mấy cái em kia thì muốn hư thì mấy em nọ sắp sửa nở này, hé nụ này các bạn. Đó, một chậu khổng lồ này, mời các bạn ngắm thêm một chậu khổng lồ ha. Chậu nào chậu nấy to tổ bố luôn. Nhưng mà mình để to thì nó mới đẹp á các bạn. Sang ra cái nó có 1-2 nhánh bông không đẹp à. Để gì cho nó đẹp thưởng thức ngắm luôn ha. Đó, ngắm thêm chút xíu nữa. Hoa đó, hoa sống đời đây. Hoa giấy rồi, hoa đào bây giờ cũng bắt đầu nở nè các bạn. Hoa đào lại nở lại, double test. Đây thêm một chậu lan út mà nở ít nè các bạn. Lan út này nở được 10-20 nhánh bông à. Cây này, cây nhỏ nè. Đang nhỏ, đang còn yếu ha, nhưng mà cũng có bông. Có bông năm nào cũng có nở hết á, năm nào cũng có nở, thơm lắm các bạn. Nhưng mà chỉ nở lay rai mười mấy nhánh, 20 nhánh là cùng năm nay được 5, 10, 15, 20 cũng được 20 mấy nhánh á. Có năm nó nở 30 mấy, 40 nhánh, năm nay nó yếu rồi. À, mời các bạn ngắm thêm một chậu nè. Hoa lan Úc thơm lắm. Đó, khi mà nó nở nó trắng như vậy đó các bạn. Khi mà nó nở hết nó trắng rồi mà. Đó, mình để ra nha các bạn coi thấy đẹp không? Cũng đâu có thua nhà nàng kia ha. Nàng này cũng đẹp, cũng đâu có thua nhà nàng kia đâu. Nè, nở trắng lên đó các bạn thấy không? Đây cái cây Tây Phật á. Tên gì tự nhiên quên tên của ổng rồi. Tây ông Phật. Cái trái gì đó là quên mất tên rồi. Mà bông quá trời luôn, sắp sửa bông. Phật thủ, đúng rồi, Phật thủ sắp sửa bông nhiều lắm. Hy vọng hôm nay có một mớ trái để mình ngắm chơi cho vui ha. Tây ông Phật đó các bạn. Rồi, mời các bạn ngắm mấy cái em này một chút nè. Đó, mình đưa cái em này lên để cho các bạn ngắm nè. Dựng nó lên đó ha. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Thưởng thức nha các bạn.
Mời các bạn ngắm quỳnh sen của mình hôm nay nở nhiều bông rồi nè các bạn. Đó, hoa quỳnh sen hôm nay nở nhiều bông. Chậu khổng lồ luôn, chậu nhánh quá trời nhánh. Cái bông của nó đẹp lắm nè các bạn. Nhưng mà lúc này á, lạnh á, nó không có tím, nó không có tím, nó không có đậm màu. Lạnh á, nó lợt. Trời lạnh hoa nó lợt. Nó thành màu hồng á, nó không thành màu tím tím. Nó không thành màu đậm đậm chút nữa ha. Mà màu này cũng đẹp quá các bạn, mời các bạn ngắm nha. Đó, bông à. Bông nhiều lắm. Bông này chu chà, sắp sửa là cứ ngày nào cũng có bông nở, ngày nào cũng có bông mới nở các bạn. Nè bông này. Một cái chậu này to lắm á, trồng mấy năm mới các bạn. Mấy năm mới được như vậy đó. Mà có năm nó cũng bị chết luôn á các bạn. Có năm nó bị lạnh nó cũng chết luôn. Phải dâm lại á. Đó, cái này nó cũng có website để bán luôn. Của người Mỹ á. Của người Mỹ họ bán á. Các bạn mình cũng order từ nhánh dầm trồng. Rồi nó lâu năm á, nó mới ra lớn như vậy. Chứ không phải trồng một lần cái nó ra lớn đâu. Nhưng mà mình trồng cũng phải hơn năm nó mới có bông á các bạn. Khi mua nhánh về trồng phải hơn năm nó mới có bông. Có khi 2 năm á. Bởi vì nên lâu lắm. Mà nhiều khi nó cũng chết nữa. Nên cũng khó lòng mà mua bán mấy cái vụ này. Thế mình trồng thì mình phải chấp nhận thôi. Chết thì mình bỏ thôi chứ mình không có khùm lên ai được hết. Nhiều khi mua về cái trồng được chết cái này là rầy ta. Nói tại người ta làm cho mình chết không phải vậy ha các bạn ha. Nên muốn chơi thì phải chơi tới cùng. Phải chịu chơi các bạn, muốn chơi thì phải chịu chơi. Phải hy sinh. Mình cũng chết nhiều lắm, chứ không phải mà trồng mới là thành công đâu ha. Rồi mà các bạn ngắm một em quỳnh sen này nè, khổng lồ đó nè. Em này là khổng lồ của mình đó, bự nhất đó, bông nhiều nhất đó. Xong mấy tuần nữa, chắc 1 tháng nữa đó. Mà nó sẽ gặt cây luôn á. Rồi mà các bạn ngắm hoa ha, thưởng thức hoa, chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc nha. Ngắm hoa thư giãn nha. Xin chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc, bình yên và khỏe mạnh nữa nha. Ngắm hoa thư giãn. Xin chào tạm biệt, xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye, bye bye. Quỳnh Sen xin bye bye các bạn nha.